tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước. Em mong sang nước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím cùng trời. Em chào anh. Dạ. Ông An thì đúng này chưa? Đâu có mặt vậy? Nhìn em giống trên YouTube không anh? À đúng, giống. Đúng không? Tôi xem cái này, giới thiệu này, chỉ này ra chứ. À thế là anh... Ông này cũng nghiện lắm. Anh xem trước xong rồi anh giới thiệu cho anh. Quê anh chỉ thế này thôi. Thì đâu chả thế anh, nhưng mà thế mới vui. Quê thật nhưng mà nhà thật 22.600. 22.600. Còn 9900 hả anh? 9900. Vâng. À tức là anh cũng lấy rồi hả anh? Đã lấy đâu, đang bố lấy. Anh đang đợi anh có gì chuẩn bạch đã. Không, chuyện gì tôi đã nghe rồi, tôi thì nghe tôi bảo thằng này mà. Anh nghe qua mạng hay là nghe trực tiếp rồi? Nghe qua mạng. Qua mạng rồi đúng không? Vâng. À nhà chú ở đường 70 đấy à, cái dạng xà cừ đấy à? Đúng rồi, đợi bố đây. Chỗ đấy mình trả hàng chút đấy. Xưa anh hay đi qua đấy, đi sang 70 đi sang anh lái xe công nghiệp Từ Liêm ấy. Vâng. Quả này nặng hơn đây, quả kia nặng hơn. Quả này nhẹ hơn. Quả này nặng hơn đó. Vào luôn à? Quả kia nó có quả kia nó có cái qua bộ. Ui giời, thế một mình nha, một đầu ăn đó đó. Không, đầu này nhẹ nhẹ. Đầu đấy mới nặng, đầu đấy có đẩy nó nặng. Đầu này có bát thì nhẹ. Cơ bản là ngồi trên xe nhiều nó ra nó xuống thể dục tí cho nó khỏe người. Chú nhìn ở ngoài mà đang trắng hơn ở trong YouTube sao ấy. Hả? Chắc là thế anh ạ, tại vì là cái nhưng mà cái loa này em thấy là bên ngoài đen hơn là bên trong đấy. Bên trong YouTube kiểu như màu đen nó bị bạc đi ấy. Nhiều người bảo là loa chung nó có cái màu không đen lắm nhưng thực ra là nó đen hơn. Đây anh mua dây ổ cắm sẵn này. À, anh chuẩn bị hết rồi. Ông xem thích chia sẻ cho này. Nhìn vào đây mỗi kéo tí rồi chú cắt. Anh nắm hết rõ các bước hết rồi. Từ ổ cắm cho đến dao kéo. Thì thấy người ta như nào thì mình cũng bắt chước thế. Cả là nha con 9610 nha, con dòng còn hai gần cả với dòng hàng chợ thật. Xe tí là phải đùi vào trong cái nhà cái cổng này. Cổng này nhà ăn của kia. Cổng này nó không có ấy, còn độc hoa không thôi. Không có âm ly. Không có âm ly. Này nó có giống với ở trong YouTube không? Anh ngắm thử xem ra đúng không? Anh ngắm thử. Bọc cái giống rồi nhưng mà bên trong thì chưa nhìn thấy. Anh phải ngắm kỹ này, thứ hai là nghe kỹ xem là giống không. Anh còn phải hát thật kỹ nữa. Đúng rồi. Người giống rồi nhưng mà loa quan trọng là loa phải giống. Người mà giống mà loa không giống thì cũng hỏng. Lấy kéo đây Nhi ơi. À, đâu rồi. Lấy bôi kéo đây. Đây thì nó gọn, nếu mà để trong nhà thì là trang trí nó đẹp. Này, hai để hai bên đôi. Thì cũng vừa. Chắc là vừa. Hai bên đâu? Hai bên đi. Hai bên thoải mái, đẹp luôn, thoải mái luôn. Sân nhà anh rộng như này mà anh bảo không rộng. Khả năng còn sớm này thì một chú ra lùi xe vào trong cái nhà ấy, tí chỉ việc phi ra thôi. Lùi vào cái cổng này, tí quay đầu luôn. Vâng, thôi được rồi, mà không quay đầu thì bạn lại phi ruộng rồi lại đi đường khác lo gì anh. Thì tối qua người ta bảo người thành công cái lối đi riêng. Người thành công bọn em thành công thì cũng riêng. Đang thử nghiệm lối đi riêng đây. Lối đi mới xem thành công hơn nữa không. Cứ từ ra đều đủ các bước, không nên bỏ bước. Bây giờ anh phải qua anh ngắm nghía từng chi tiết của nó xem là đúng chưa đã. Phải từ hình thức cho đến âm thanh. Trên nhà nó cũng khác cả iPhone. Đúng rồi, hình thức thì để ở trong nhà thì nó cũng là đẹp. Ngoan nhìn thấy đúng cái đúng trong YouTube chưa? Đúng rồi. Anh xem là nó giống hay là khác mà đẹp hơn hay là xấu hơn. Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là anh theo dõi loa có xanh của chúng em là tổng cộng là được bao nhiêu tháng rồi? Chắc được 4 5 tháng vậy. 4 5 tháng. Thế thì cũng khá kỹ rồi. Trước này lâu, trước này. Trước này một thời gian thôi rồi mới chia sẻ thằng này mới biết chứ làm sao nó biết được cái này. Vâng. Trước là nó ra cái con kia. Có đam mê có thích thì ra con này. Tìm hiểu mấy cái đây, dòng. À anh theo được mấy tháng? Theo dõi từ lúc mới ra con này. Ừ. Rồi. Đúng rồi, con này thì được mấy tháng thôi, con kia thì được 5 rồi. Cái con gì nhỉ? Không nhớ tên nữa. 9900. À, 9900. Con 20 mấy triệu thì con ấy được ra trước con này. Nhưng mà này để nó có bị hấp hơi không? Hấp hơi là như nào anh? Cái ấy nó có bị mốc. Không. Phải không, do nhà mình. Một là không phải mốc là do là ví dụ như là cái chất liệu gỗ của nó mà nó để chưa khô nó đã làm rồi ấy, thì nó sẽ bị tụ ẩm, nó mốc. Không, nhà anh có cái là... cây bình ấy để trong nhà kiểu nó hấp hơi ấy. Đấy là do cái gỗ, cái chất lượng gỗ của nó người ta làm để nó. Thế cái này là không bị cái gì? Không, cái này là gỗ khô hoàn toàn. Và thứ hai là sơn bên ngoài là nó đã phủ sơn rồi thì không sao. Khách bên em thì nhiều người cũng bảo là kích thước của nó hơi to.
Nhưng mà như hai anh to thì như này bình thường. Nhìn trực tiếp thì cảm thấy là nó có to quá không? Để vừa là đẹp. Mình thích tầm này là đẹp nữa đấy. Bởi vì không phải là bọn em không làm nhỏ được, mà là cái loa này nó phải đủ không gian cộng hưởng nó mới ra được cái độ trầm sâu. Thế cũng là cái linh kiện như này, nhưng bây giờ mà làm con loa nhỏ nghe nó không hay mà được. Cái tiếng trầm nó không thể xuống cái tần số thấp được, không xuống sâu được. Nên là bắt buộc là thùng loa nó phải đủ cái không gian cộng hưởng. Thế là anh dự kiến là anh để hai góc nhà hay là để đâu? Cả hai bên. Hai bên cho cân ấy. À thế để vừa đẹp rồi. Hai bên chỉ là có khi là anh tính toán anh thiết kế nhà và anh làm cái tủ kia nó cũng vừa khít ấy, sao mà em ngó qua thấy là nó cũng khít phết đấy. Không, nó chỉ quanh cái đấy thì cũng muốn rộng hơn không có đó. Nhưng mà quan trọng là thừa không thiếu, mà đây là không thừa nhiều. Không thiếu không biết. Không thiếu đâu. Cái này là không thiếu. Chỗ kia là khít rồi. Tại vì ở nhà chúng em phải test loa rất là kỹ mới đi mà. Nên là ở nhà là phải có gì cũng phải. Gọi thì bố đang test loa. Test chứ. Một con loa này test ít nhất là phải một tiếng. Test mở nhạc linh đình lên rồi mình hát hò Mỹ nữa. Này tí nữa khả năng chú chỉnh hết cho anh xong rồi cứ để nguyên đấy thôi. Không sợ. Chỉnh hết rồi. Anh có biết. Cái này thì tí nữa em chỉ hướng dẫn anh những cái chỉnh cơ bản thôi. Thế còn những cái chỉnh chuyên sâu các thứ thì là em chỉnh hết rồi. Bình thường anh hay chơi cái loại nhạc nào để em test cho anh cảm nhận. Chú cho cái nhạc nó bốc hay em mở đấy. Vâng. Thử xem test tí bọn kia vào nó hát, anh cũng biết hát nhưng mà không hát hay. Chắc là anh nghe nhiều em test loa, anh cũng biết, anh cũng nghe cái mấy cái bài nhạc em hay test quen rồi đúng không? Thì giờ em test đúng cái bài đấy. Điện thoại và nghe thực tế nó hay không? Nhiều người bảo là sao mà loa có xanh test đi test lại với cái bản nhạc ấy, thực ra là để khách hàng có cái cảm nhận chân thực hơn. Nhiều dòng loa hay là nhiều không gian thì test cùng bản nhạc thì nghe nó dễ cảm nhận. Như ở Hải Phòng bọn em mà giao nhiều chưa? Chắc nhiều rồi. Nhiều lắm, Hải Phòng thì rất nhiều rồi. Nhưng Dương, mà anh thấy bọn chú Bắc Giang mới thì... À Bắc Giang thì là nhiều nhất. Đấy. Vâng. Thấy hay đi. Nhưng mà Hải Dương, Hải Phòng, Hương Yên thì cũng không kém, Quảng Ninh nữa. Nói chung là bây giờ là phong trào văn nghệ bây giờ là cao lắm. Điều kiện nhân dân bây giờ là cũng khá rồi. Nên là mọi người đều để ý hơn đến cái nhưng mà giá trị tinh thần. Mùa thi năm cuối xong.
Chung ở cái bộ này là nghe thì được rồi, ok rồi. Thế lúc nãy có mấy người ngoài kia bảo là bật to nữa lên. Thế nhưng mà em thì cái bộ này cái nhu cầu sử dụng gia đình thì như thế này là âm thanh âm lượng của nó là ok rồi. Em cho nghĩ là ok rồi. Thế nên em cứ chỉnh cho mặc định về tất cả một cái. Vâng. Ừ, chỉnh mặc định đi chứ đừng để mà cái đồ chơi của mình ấy cũng đừng để người nào đến người kia đến xong bắt đầu là ông thích cái nọ, ông thích kia, ông vặn là đúng rồi, cái này cứ để cũng mặc định thôi. Okay. Không, đấy là có những ông là chỉ to nhỏ thôi. Còn người ta đến người ta hát nhưng mà người ta hát nhưng người ta thích cái tông nọ tông kia, người ta thích tai người ta lại nhạy và biến được cái nọ kia là nó chính những cái đấy đúng rồi đúng rồi cái này nghe. Là mỗi người phải ý rất là khó. Chúc sức khỏe nhé. Em mời anh ạ. Nào mời anh em. Chúc sức khỏe anh. Ăn đồ biết. Ăn tư gọi bé. Mời anh em nhé.
Thế là chú cài ngay bắt vào cái tivi. Đúng rồi, cái đầu tivi đây. Này các chú tiện ở đây vợ chồng tấm đặt gạch đi. Thế là bộ này là thành tiền là bao nhiêu? Cái này bộ là nguyên giá là 35,5 triệu. Thế còn cái vận chuyển thì là tùy gần tùy xa. Bộ này được rồi, nghe được rồi. Thôi thế rồi, đỡ rằng nhằng thế rồi. Tao ghép mấy bộ tao nữa, hai chú cháu mình về đi đánh thuê. Thuê đâu? Đám cưới đám treo ấy. Bộ nhà ông công, nhà ông nhân thì à, có cái âm ly có mấy chục. Mình thì cái bộ này bộ nhân thì mình không theo là ít tiền thì dùng cái bộ này thôi. Cái đồ âm thanh này vô cùng lắm anh ạ. Nó mấy trăm triệu cả mấy thằng tiền tỷ nó cũng có đấy. Thế nhưng mà quan trọng là mình cảm thấy hài lòng là được thôi chứ còn nó vô cùng lắm. Nói tóm lại ở đây thỉnh thoảng anh về anh hát bài cho nó đỡ buồn như thế này. Hiện có cái loa kia nhưng mà hát anh cảm thấy nó vẫn bé. Lúc nào hết cơ. Là anh có bộ loa hát rồi ạ. Nó kéo ấy. À nó kéo. Vâng. Loa kéo như pin trái quy. Bình đã quy. Vâng. Nhà em có bán dòng đấy nhưng mà bây giờ khách tàn chuộng cái dòng này đây. Công suất lớn với lại dùng nó ổn định hơn. Trước chưa qua cái này anh mua mấy năm rồi. Có về chụp ánh mà anh gửi không? À không cần anh ạ. Nhận được rồi đấy. Đêm nhận luôn rồi được. Em nhận rồi anh ạ. Nhanh lắm, bây giờ tốc độ nhanh lắm. Tốc độ giao làm cho anh cũng nhanh lắm. Anh có khi chỉ điện sáng ấy là chờ có ngay rồi. Anh em cũng vất vả nhỉ. Đi lúc đúng đang ấy. Cũng như anh mà anh. Rồi là bọn em cũng không khác gì người lái xe đâu mà. Hôm nay thấy chạy suốt trên đường. Không thấy có ca sĩ nào đi thì cùng. Thế mọi ngày thấy có một cô ca sĩ nữ mà. Ngày xưa thì là có. Nhưng mà gần đây là khách hàng nhiều người hát hay. Với lại tâm lý khách hàng là tâm lý khách hàng là cũng muốn là để khách hàng tự trải nghiệm sau đó tự đưa ra cái đánh giá nó khách quan hơn. Chứ còn chúng em mang ca sĩ đi thì nhiều người bảo là thế thì quảng cáo đương nhiên là phải chuẩn bị người hát hay rồi. Alo. Thế ngày nay tao được mấy cái rồi? Cái này là cái thứ 9. Cả loa bé loa to. Loa to thì con này con 9 cũng không là được, con này là con thứ 5. Thế còn đâu đó là nhỏ. Thế là cũng còn một ngày bán nhiều này. Bây giờ thì chậm rồi nhỉ. Căng này phải là khoảng 3 tháng cuối năm này mà bao giờ gần Tết là căng nhất. Chứ có dân tư phụ ác nhỉ. Ác mà nung tung gan hết các tỉnh. Thực ra chúng em phục vụ như vậy thì gọi là một hạt cát trong cái thị trường thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả. Cái số lượng người xem rất là nhiều. Thế nhưng mà không phải ai người ta cũng tin tưởng mà người ta đặt hàng ở xa đâu. Anh thấy hôm vừa rồi anh gọi anh thấy anh bố thấy anh đặt thôi nhưng mà có cọc kia không mà bạn ấy bố là không phải cọc anh ạ, anh em mình tin được chắc là chính. Tin tưởng nhau là chính, không cần cọc kép. Bọn em bán hàng thì như anh vậy thôi. Bây giờ nếu mà nói là phải cọc thì người ta lại không tin đấy. Đúng rồi. Đúng. Sao thôi. Người ta lại không tin nữa, người ta bảo à chả cọc cạch thế này là vớ vẩn rồi. Nói thật như này, vợ anh ấy thì nó không thích thì mua đồ trên mạng. Mà anh hay mua đồ trên mạng, đâm mua được cái đồ nó không được như ý. Và vất đi nhiều lắm. Mua trên mạng ấy thế này là vợ bảo mua đồ trên mạng hay xem trực tiếp của tao mua xem trực tiếp ấy. Giả vờ thế chứ. Nhưng mà anh em mình tin tưởng nhau thì quan trọng là gì, bắt tay cho cái đó. Mà anh đi qua nhà em suốt đấy chứ. Cái làm online nó nhiều kiểu nhưng mà online kiểu chúng em là cần uy tín. Bởi vì là cái này là mình làm lên là cả nước biết. Không phải là bán cho một người biết đâu. Thế còn chẳng hạn như có những người ta chạy quảng cáo nhưng người ta bán hàng người ta chỉ một lần thôi. Bán nó khi bán 1-2 tháng xong rồi đổi địa chỉ, đổi tên công ty, đổi số điện thoại luôn. Thì người ta thật là người ta chẳng cần uy tín làm gì cả. Giờ trên mạng là thật giá nó lẫn lộn đấy. Mà như chúng em làm cái này thì ít nhất bây giờ cũng được hơn 5 năm rồi. Nếu mà làm mà không ngon lành thì thực sự là tầm này là sập tiệm, không thể làm đến giờ này được nữa. Thôi anh em uống nước rồi xong vào lắp đặt đi. Dạ vâng. Xong rồi chuồn chuồn thôi chứ muộn rồi. Vâng ạ. Mời anh. Uống hết đi anh. Uống xong thì triển khai thôi. Ok thì em ơi. Anh gửi triển khai cái, mà lắp cái, cho anh. em vào cái em nhìn nhà em ngắm ngay rồi em bảo là khả năng là anh thiết kế dành cho hai cái loa này dành cho cái tủ rồi. Nhìn nó nét quá là nét luôn. Nó mà chẳng thiếu cái là rất là dở hơi đấy. Thiếu cái lồi ra ngoài trông nó xấu. Bách đẩy dịch vào cho nó bằng cái mặt tủ ở trông nó đẹp. Nhưng mà mua cái kia này không có chỗ để nữa. Chính cái cây đấy lại không có chỗ để anh. Cái gì anh? Cái nhỏ không? À cái đấy thì nó chỉ để ở giữa thôi, nó che cái tủ ở trông nó không đẹp bằng. Cái đấy đúng rồi, cái đấy thì tiện. Có nghĩa là cái đấy nếu mà xác định là mình chơi ngoài trời thì đéo ra đẩy ra vào.